Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay các bạn nãy giờ nói chung mình tự nhiên mình hôm nay mình nhìn cái thùng bia nghĩ ra một cái ý tưởng này để cho ông Quốc Viễn nha. Đấy thì giờ hiện tại thì đây đây là cái thùng bia hôm qua mình uống rồi các bạn. Còn mình sẽ đổ nước vô nha. Giờ mình sẽ đổ nước vô. Mình sẽ là lừa Quốc Viễn để mình thực hiện cái màn kế sách này. Hôm nay mình sẽ là dụ ổng. Mình kêu mình góp bia, ổng sẽ góp mồi. Đúng không? Sandal. Đúng rồi. Đấy, mình Sandal thích anh ngay, đỡ tao nói không ngon. Cút. Dịch ra, trời ơi, phải làm con dịch ra. Đấy, bây giờ Sandal này. Sandal đi xuống video rồi. Đấy, các bạn, mấy cái chai đây là mình đổ nước lạnh hết các bạn. Cái đây, đấy, giờ cái chai nào đổ nước lạnh là cứ bỏ vô. Đấy. Đây, giờ mấy cái này, đây, 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 nước lạnh nha các bạn. Nước lạnh chứ không phải nước bia nha các bạn. Nếu mình giảm vào một chút, mình mua thùng bia thì ổng sẽ là mua màu. Đấy, mình đắp ổng. Anh Chim, kêu ổng mua tầm hầm nữa. Mày dở mày ăn quẩn quá. Cái gì tao sợ ổng có mua không, không lấy mà mày đòi mua. Anh Phúc nữa. Hử? Anh Phúc nữa anh Chim. Vũ Phúc nữa. Ừ. Thôi mày đúng không? Ê xì, ê xì. Anh đừng dừa mà. Hả? Anh đừng trôi luôn không? Anh đừng nữa. Đừng trôi đừng nữa luôn mày. Trời. Đâu. Mày ơi, ven rồi. Nhưng tập hết chứ. Cái màu anh chứ. Chỉ đây là những cái chai nước này là đổ đầy vô hết rồi, đầy lại xanh đam. Ok. Đấy. Mấy chai này vừa có này. Ok. Ở vô đây lại không? Đây là đây là mình sẽ đẩy lại các bạn. Đấy. Như bia mới nha các bạn. Quất là quất là quất bém nha các bạn. Hôm nay mình sẽ kêu ổng lộ mày. Chẳng lẽ mình có bia mà mấy người nó không có màu thì nó cũng lộ sống dở quá đúng không? Điếm quá các bạn. Đồ thì tất nhiên. Cái tết sách này ở đây mình sẽ ăn đồ ẩm thực mà không có tốn tiền. Nghe sao? Đồ mày ra đây. Ra đây. Sướng không biết chứ. Uống bia, uống bia sao nào? Hả? Bia nước lạc. Nói chung là nó giỡn mày chứ. Cái đây cái thùng này mình uống nè. Mày hiểu không? Đúng không? Nó đầu giờ mình sẽ là bỏ nếp lại nè. Mình tên đây đợi kêu thằng Sandal cho nước vô. Đó mình cho chút lại tao kêu quắc mỉm đồ hút đồ kêu nó là mua màu thì tao có bia nào. Chứ thì đồ mẹ chút là anh đang đồ. Nói mà. Đồ chứ là đồ đang ăn thấu nhưng mà đang gặm con gà. Đồ mới nó cầm chai bia nó ực vô cái thấy nước lạnh á. Đồ mẹ ta nó kỳ đồ. Nó kỳ. Kỳ đồ nó ăn ớt kìa. Hiểu không cười. Hiểu gì nó nghi ngờ thấy không hiểu. Ờ sao không hiểu đâu. Cái đấy nữa là sắp xỉa đâu rồi thấy bạn. Rồi rồi bưng bia bưng bia bưng bia kêu bia lên bia. Bia bia lên bia lên. Các bạn bia lên bia lên bia lên. Bia. Sao nhắc bia cho bả nha nha. Đâu đâu. Đó đó chúc anh ông xuống anh. Mé không bắt mé nữa, cái thằng khứa thật điên dữ rồi. Ôi điện thoại ông gọi hai lần không bắt máy mà còn thiết. Cây ông lắm mùi nha. Thiệt rồi chứ. Cờ quẹt chuông rồi, mấy đứa điên rồi. Nó đang vợ sao biết. Alo. Sao sao cái đầu bùi. Nè đâu em. Nè đâu em. Đồ đánh luôn, anh đánh cục cức á. Ý là nói nè, ý là xuống em nhậu cho anh quá. Có chứ, sao không có? Ý là máu em làm thùng bia, anh em buồn buồn này làm thùng bia nhậu cho. Nhưng mà, ý là, nhưng mà anh đi anh mua màu gì nha? Anh em mua bia, anh mua màu nha. Mày mua bia là mua màu luôn nha, biểu ai mua màu hả mày? Đồ anh em ngược ít cho anh, đồ cuộc sống thấy ngớ, ờ. Anh cứ điền ký không vậy nè quá. Đồ quán nó tốn nữa, quán nó tốn kiếm nữa. Anh để em có tiền rồi. Mua bia tao còn tiền đâu, biểu mua màu. Đồ mày quả chứ cái chuyện nhậu nhẹt có liên quan gì con cái mà anh cỡ chi trong đây. Ai biểu ông trời cho cố vô giờ anh ra anh làm vậy. Mẹ mày giờ tôi ở đó tôi nghe chuyện ông cỡ gia đình lắm ấy. Ý là giờ này cái nhậu không mắm nữa sao mày. Thôi chạy xuống đây, em mua thùng bia uống rồi anh mua gì cũng được, đỡ mua màu gì cũng được, nghe anh dịch gì cũng được nhá nha. Lộ thâu anh muốn gì mua, đổ bên tầm cái khẽ này của anh là được rồi. Trời, giá thâu đó tao mua dịch đem xuống được. Đồ mày ơi xây. Đúng lẹ. Bắt, anh đổ bắt. Bắt, mua tâm hôm nữa anh bắt ơ. Mày biếm với mày không? Chị quay, bao nhiêu con mày? Có hai trái mà, có hai trái mày. Ờ, rỉ mày gì đâu đó. Ok, anh.
lại. Mấy em muốn con tiền mua con vịt hai xì trời. Đồ mà sao sao. Đưa tao điện. Kiếm con gà nữa. Cậu Chim mua con heo quay đi. Chim mua con heo thiêu đi. Ngay. Mua thịt dê đi, cậu Chim dê ngon hộp như vậy. Bê thu vậy. Ờ bê thu đi. Ờ nhớ tao quay. Alo alo. Đang đâu vậy? À ấy là buồn buồn mà nay rủ mình nhậu bữa mà. Nhà tao ở đâu? À ấy tao mua ra nhà tao nhậu che cho đỡ tốn kém. Đỡ tao mua một thùng bia rồi anh em mày mua màu gì vậy? Mà vô mày làm gì á thịt cày ấy đủ lỗ gì á thịt bơ thui vậy. Dê hấp ai dê hấp xẻ ai. Mày gì kìa nó ngán hiểu không? Hạnh phúc mua thôi. Mày muốn mua cái gì mày mua. Thôi mày nói chung mày thích ăn gì mày mua. À cho cái đường mày đi cho nha. Ok. Ủa sao còn chị không mua cái ấy. Thì đó. Thì vậy. Thì cả. Sàng. Không cái gì cái nó lần anh tao rồi nha. Mày muốn ai nghe sao tao nó làm con cờ nhỉ? Nói cho mày gọi anh Bình anh nói. Nói rồi. Cái thằng này mất dạy. Cho anh làm cái em đi. Ủa tao nói cho tao làm chưa? Cậu Chim. Rồi bữa anh làm. Điện anh Bình anh nắm mua tiếp. Bình anh nắm bao nhiêu hết rồi. Mấy mày ăn gì dữ mày? Mày có biết không? Đồ mày xuống đỡ cho đúng tao chết tại. Vậy cậu Chim có biết không? Đồ tất nhiên là không đâu mà không có biết mày chơi cho mình lừa mặt mày chơi chứ. Mấy anh kia nó chơi tao chơi lại. Đồ mày nó kéo rồi hỏi đồng xuống cho nó bợ tao. Đồ không có biết đâu nó. Quấn thành chai đồ cái giỏ nó đưa đầu tao. Đấy, biết luôn hay đi mày mãi. Mày chỉ mẹ. Đi đâu đứng mày. Không, đủ tay thế. Ai chưa? Đồ man quá. Trời ơi. Coi dịch là bà coi dịch chưa? Thôi dịch hả? Đó. Mẹ mày coi mâm nào cũng có mà. Mẹ em mua cái gì quá. Mẹ mày mua gì chứ. Đây dùng đâu. Bia đâu. Hả? Bia đâu. Bia ấy. Chưa mua. Nó giận á. Đồ nó không ăn dịch tao. Em ấy là nói chuyện. Mày đi chơi ăn đồ tao quá. Ấy là nói chuyện. Mẹ mày cứ bấm mày. Nó nhỏ bấm à. Thực ra là em không có mua bia. Em muốn kêu anh mua dịch cho em đang đói bụng rồi. Em thèm mày. Đồ anh em lớn rồi. Mấy anh mẹ đi. Lấy cái này cho tao tài cái nào mẹ. Tao thả lớn của đồ của phính luôn mày. Thì lỡ anh em mua cho anh em ăn bữa làm cái gì? Mày mày coi tao như chồng bà muốn chết mũi sợ thì đâu đi mày. Mày mày lại. Đỡ mày lấy tiền mua. Đỡ mua không? Mua đi. Không lấy tiền. Mày giấy biếu mua dịch mua màu rồi xuống cho mua. Không biết gì à? Không biết gì. Kia này. Nói nó mua kia này. Mà lại quay vlog anh em nhậu à? À. Nói nó mua kiện bơ chứ người ta nói nó điếm chó rồi. Mình muốn ông nhà muốn mua nhờ mấy. Vậy uống Tiger ơi. Cái đồ mày ông mua nhìn mày bé tao mua thùng Tiger. Chứ giờ mua nhờ 200 đồng. Mày mua thùng Tiger có bao nhiêu tiền đâu? Mày mua nhờ được rồi. Mày mua Tiger ơi. Con thâu gì mày? Con gì 200 mày bỏ đi thùng bia gần 100 mấy. Chim, để con sang đây mua bia. Mày bỏ đi 101 mà làm gì? Sang xe Santa mua. Mua thùng bia Tiger. Có 300 xe mua đủ. Xe đủ. Ủa có tiền bỏ thêm mày. Đó. Sang mua nhớ mua này sang. À rồi. Tiger. Ken này. Để con bỏ thêm một ký nữa. Thèm một ký. Con nghe tao để 200 đồng nghĩ sao vậy. Mua cho mượn. Em tao chơi xô lấy anh đi tao mê em quá. Đúng rồi. Đúng anh em cắt. Mẹ mày đưa cái đồ xe nhập. Có. Mày đi lần nào cũng hết xe. Ở tên này cái thùng bia gần 9 tên đây mà anh làm cái xe đó mày. Đi đổ nước lạnh vô đi rồi. Ủa mua con hay nữa con này. Mua một con nhé mà đi lần nào mày. Đưa con coi. Làm miếng cái đồ. Coi gì. Bia đâu. Mày đỡ từ từ nó đi chở nè, em đưa tiền đi chở anh tới đây. Đi chở được từ từ rồi khui đây. Mày nói cái gì? Đồ mà anh sợ anh của anh tiền em để đưa nó đâu mà anh sợ gì anh không? Mày tao tiền mày tao bè đứa rồi thiếu. Bè đứa con rồi thiếu. Mày cho anh bè đứa em mấy đứa? Mày có một đứa à? Mẹ anh nhậu mày nói chuyện với bè đứa con làm gì? Mày ngày xưa tao anh trời sàng lắm nhờ hầu tao máu một đứa con là tao trời gớ lắm nhớ mày. Thằng nào mà đâu nó nhậu tao mà nó góp tiền tao lấy vào tay liền. Đồ mày tại sao giờ vậy? Tặng nó em có tiền. Ngu ghê giờ bè đứa con đầu tao hơi nhung cái chuyện đó đâu. Cái ngày xưa tao trời gớ lắm. Thì không vậy? Xưa đậu mày gái là thằng nào mà vô hóa hiếu là tao ưu đấy phải không liền. Là sao dù đỡ tao tại sao vậy? Đỡ tao tính tiền hết. Đồ anh trời là đồ từ anh nhậu tới gái của anh ba hết. Ừ. Mày hầu. Anh có tiền sao vậy? Anh làm gì? Hồi xưa đậu mà tao đi bốc vác cái làm vậy. Vác mà trời dưa sao mày? Chứ mấy bốc vác nó ghiền là tao xì mà. Sao vậy? Hử? Bây giờ là nó ghiền mày. Đồ mà tao vác thì nó luôn à. Mấy hậu xuống nó bạn lưng lắm nha. Đồ chưa anh mẹ sao giờ không còn bạn nào hết vậy? Hử? Sao giờ không còn thằng bạn nào hết? Tao vác vô bé nó đỡ tao làm luôn đồ mà nó không làm nữa. Không nghĩ hết rồi. Dạ anh từ nó thì nó từ anh. Mày chủ qua đuôi nó. Đâu giải không thì vậy. Alo, cuối cùng anh em đã về rồi. Mẹ mày kêu mua kim mày mua cho mày. Mày lấy mày. Từ
Tao đi sao tao đi quá rồi gì luôn mày. Cái gì vậy quá? Mẹ mày kiếm gì tao 200 ngàn mày bỏ đi hai tô hả bao nhiêu tiền? Mày em vừa phá. Cái hai mày làm những cái hai tụng bia mà tụi bay dắt con nấu mày. Quân lại đây, chết lại đây, chết lại đây luôn xanh, quân lại đây xanh. Đụng nữa. Có bia em. Ờ sao không đổ nước vô uống bia mày? Hả? Bây giờ nó đi lấy nước, múc xíu nước vô rồi. Tao lên đâu cái này đâu vừa hết kin rồi, bè nó hết kin rồi. Đồ mày tao kêu mày mua kin mà mua nhớ không mày? Có đây mua. Tao biết rồi, bè. Kin tài luôn. Nó là hết kin rồi. Mày đuối hết mẹ nó mang thằng vô dụng này. Nó không biết tao kin được mẹ. Nó không biết tao thích chồng đít đâu. Mà thêm chồng đít lên mày xài. Hết bây giờ hết kin này. Hết kin nào? Hết kin tao gì mày? Kin con không à? Đứng gì tao gì tao ăn ngon mày. Mày mà đứng gì tao gì ăn ngon luôn. Mua con nào đây? Đâu đổ bánh đi sao vậy? Mẹ mày giờ mày được không? Không. Đổ hai thùng nó không bằng mẹ đâu. Hai thùng. Hai thùng nhiêu tiền? Hai thùng tầm 200 mấy, 300. Ờ thôi không được. Tiền đấy không mày sao? Không được. Đâu. Mày cái gì trời ơi là phải trăm phản. Dương. Nghe ngựa nhau không trời. Dương em điện phút đầu nó có mua màu luôn nữa. Hê. Ừ. Nó mua cái gì vậy? Nó mua hình này nè, nó mua là mua cày sao? Lộn. Nó lộn lộn lộn, nó mua thịt gà bê xuống về giả cày. Giả cày máu gì? Gà gà giả cày gà đé giả cày. Mấy em biết, biết sao không? Hả? Cái đó mà quết với mắm đêm dẹ cái ớt thiệt kỳ. Kén miếng ngực, kén miếng xe nè. Anh này lúc anh cứ nghĩ thì cài. Bia vô bia. Bia bia. Nó không bạn bè mày. Nói thiệt không? Mấy em. Mày sao vậy? Đang mày đe đây tao nói chuyện coi. Dạ. Mày đe tao nói chuyện mày nha. Mé mày tự nhiên mày mua cũng thôi mày mua cho hai thùng mày. Thôi đâu mua để có gì con chèo cũng được thiệt. Nè mày mua đâu chứ chút nó trẻ chứ. À đừng mua xong rồi nha. Đừng khui được rồi. Trời ơi này anh thêm cho em cần có bè luôn. Kim là kim, hút đi, kim luôn. Ngâm 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 vô, ngâm vô anh em ơi. Trường phút vô nữa là anh em mình dứt nha. Trời ơi, xì ạ. Mẹ sao lâu dữ mày. Anh hút nó thử, anh quất điện nó thử. Thôi coi thử nó có tiếng xì đâu không. Cái đầu chè em nói. Mày hút điện nó thử đi. Coi coi. Mày coi cái gì? Cái gì coi? Bây giờ gì rầu giờ không? Anh em, rút cái đuôi đấy. Hử? Không à. Mẹ mày chờ vô chứ. Anh em mày có bạn, có đồng, có hành. Các bạn có biết hồn nạn có nhau mày hiểu không? Mấy em quắc này sống tốt dữ nè. Mày tao thiệt mày á. Đi hút rồi. Cái chuyện vậy. Mày phải đồng điều rồi anh em mới sống bình. Ngon 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 ngon. Thằng nào đó điện nó rồi. Coi thử nó. Có đi tao đâu đâu đúng mấy sao nó lâu dữ vậy. Chắc là chờ người ta làm cái gì vậy sao? Chứ nhẹ chờ mấy cái sao bao nhà mà nghe mấy bè nó nói. Dạ. 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 Sao vậy? Mẹ nó hết tiền rồi. Hết tiền đâu đẹp. Mày bị vợ gì nè lắm lấy á. Xài mấy làm gì anh đập mẹ cái điện thoại mẹ chứ anh xài mấy tiền. Mỗi lần mẹ nghe tiếng nó là con vợ tao nè. Tao đưa cho nó nghe nó mới bính tài khoản vô số điện thoại tao. Mẹ nó có tiền để xài nữa. Mỗi lần mẹ ra điện là nó nhắc tao 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 đếm tháng thì điện thoại đó đó. Tao điện thì nó tiền gì giàu tiền nó bấm. Đó tiền xếp tiền con. Anh ra tiền vợ. Sao mày phải chở con đi học nữa đây. Anh để anh cố lúc anh để sao anh suy nghĩ vậy đi. Tao biết không? Cậu nhẹ nước nó khiến cao để hai người tao đứa tao. Anh để chi mà bè đứa giờ anh ra anh. Con vợ tao đòi thách buồn trứng à. Mẹ tao nghĩ thách buồn trứng đụng hết đi liền cùng á. Mà thấy chó không nó bị thiếng là nó cũng đi liền mà. Mẹ mình người. Ôi vậy anh cho vậy là người. Người thách lại đụng mấy con hùng đi liền á. Sợ trứng à. Ừ nhẹ đang ngủ đang tát tao nè. Ủa nó đâu cho thấy con trứng nè. Đại ngơ ở đâu quá em ngủ luôn á. Mà lạnh mẹ ơi. Mày có góp gì không? Trời đang chứ đi. Nó góp gì đi. Đụng mình nó nhóm. Góp công, góp công. Đồ gì đây. Tao nãy giờ em đi chơi với nào. Đúng như vậy. Vậy tao cũng. Nói chị Bé có. Chị Bé. Chị Bé nhậu chị Bé. Chị Bé nhậu không? Góp lên mất thịt à. Đâu, đưa đem lên đó mình đem đem luôn. Chiều nay quýnh số gì? Không không không. Mày bé ơi như không không. Bây giờ tao nói mày giờ này sao bây giờ thằng xanh đao nó cũng dễ đi ao dễ khùng hả nó chỗ bia vậy nãy mà tao dễ đi ao dễ khùng tao chỗ bia mẹ nó chỗ bia nhớ mà em tấp tới em đâu có không em đang màu không à chút quả hết em lên em chở nữa cho anh lo cái vậy mấy em bên sống thì tao không biết dễ thương đầu nó có con rồi anh à. Nó mới mệt mất đứa à. Anh quá rồi nó về đứa anh cứ đi đâu anh cứ thế rồi rồi nó lầm lè nè. Nhưng mà ví dụ như anh nhớ nhưng mà nha anh nhớ vụ so đều thằng nhỏ kia không sao đụng nó kêu đụng cái be rồi đều con kia tao thè nhầm nẹp tao nó đàng hoàng nó đụng mày đều anh nhầm nẹp mày đứt đuôi mẹ anh đứt đuôi đó nhầm nẹp mày nó nhầm hai cái tay như đụng mấy con quỳnh mà thôi giờ tao nói cái gì trường phút xuống rồi anh em mình nhậu mày gọi nó đi mấy tao hết tiền rồi tao không dễ đâu tao điên tao khùng mẹ nó đỡ tao chở bi gì vậy khổ tốn tiền mua màu mẹ.
Không, anh em mình vô đây nụ mình làm. Thì vô đây em anh nhậu trước đi. Chí đây anh nhậu trước đi. Hầu giờ người ta uống rượu, uống rum đồ, uống trước cho ai ăn màu trước mày. Mày mày thêm màu lắm ấy. Ê nè, giờ nè, thằng Phúc đang có mua màu nữa anh hiểu không? Đi nhậu hay đi ăn vô? Anh em mình làm vô ấy. Mày dọn đi em chế cho mày ăn trước hay sao? Mẹ mày lên đây đi nhậu khu bia đây uống trước đi. Khu bia đây. Mày khui bả màu xuống ngay nghe lại. Ra ra ra. Đồ anh Phúc. Đồ, quay đây đâu chú ơi. Mua gì vậy? Mua gì Phúc? Mua gì tiền tao mua không? Nhảy. Gì hả mày? Lên mày. Mày mua không có mua gì hết. Mày mua hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Cái nãy mình nói tiền của anh gì. Mày tôi cho tôi đâu mà. Của tôi nhưng mà đi rút tiền cho trong tài khoản ngân hàng nó hết tiền rồi. Đúng không? Mày nói nó mua của tôi không? Mẹ xuống đây. Mày nó tự nhiên. Em điện lại em bia đá đi không? Trong tài khoản em có tiền. Nhưng mà rút ra trong mấy ngân hàng nó hết tiền. Lành mẹ không? Đi về. Ấy là giờ không có màu đuôi ấy. Không có màu đâu. Không có màu đâu. Anh có màu đâu. Anh rút gì? Anh rút gì? Cái gì trời, anh em làm rút được gì? Tao rút con gà. Gà chứ mày bùi á. Không thì, mày... thì anh có gà em có biết là được rồi. Em nhỏ mẹ nó sao? Lại mới... Anh em phải sao phản, tao đưa 50 tao chia lại. Chứ 50 giờ lần chi 50 giờ trong nó mua lại em. Mày mấy đứa con. Tự nhiên lên không có con gà không chị tụng quýnh trong đầu vậy á. Mày mấy đứa con đâu, hai mày có một đứa. Ba bè đứa rồi Phúc. Mày có liên quan đứa rồi. Mày mày tiền đều thì đứa bấm thì chồng. Bây giờ nè, cái đây là của anh đúng không? Ngày xưa mày có như vậy. Của anh đúng không? Ừ. Anh không cho em đúng không? Đúng không? Nhớ nhăn. Như chưa? Nhớ nhăn. Không cho anh đúng không? Không cho anh à? Nhớ. Đuôi chưa mày? Đây tiếp. Mày lại mày. Tao có mua con vịt đây. Đuôi chưa mày? Tao mua con vịt đây. Cũng tao vịt mà. Nếu cho mày cáo không ăn đâu. Đây. Mày cáo không được ăn nha. Anh nói giỡn thôi. Không có vui cho vui đâu. Tao không có vui đâu. Cái mày cho anh hả? Anh cũng thử yên đâu. Cái mày. Anh thử. Anh thử gì? Anh thử gì? Anh thử sao? Anh thử gì? Anh thử anh dạy nó một bài hẹp. Vậy thì con gà nó đang ngay cũng vịt em dạy đâu. Nếu mà trùng trăm nào. Anh định thử nó sao vậy? Thứ là anh nhớ lấy mà thứ là tao biết nó mua gà mua vịt sánh nào mày hiểu không? Lỡ nó mua vào mau dọn quấn được tiền bằng tay rồi. Nếu nó mua vào nó mua là có màu của anh đấy. Mày đủ giải thích mày tôi đó giờ. Nhưng mà giờ anh đưa ra anh màu ai cái gì? Có nghĩa là con em con của anh đó. Anh đó anh không bao giờ anh cho anh vịt quấn. Cứ mày khui cái thể màu của anh tao cũng cho em. Anh khui ra anh cứ ăn màu của anh đây em ăn ngủ em cái gì vậy? Anh lại giỡn em đâu cho anh mày. Có gì dụng máy em đi mình hờn ổng gì mà cái tính ổng giờ mà hờn ổng đi. Phubia Phubia mình nhớ ngày xưa rồi hạn có nhau đậu mấy ngày chưa anh chưa chơi lại từ gì vậy không mà bia chưa có mà ổng làm vậy có là Phúc có bia đưa bia Phubia lên này đồ muối đồ muối này luôn lơ bia chưa anh đồ muối này thế nào mẹ thật quần chó đi một cái còn có anh ông giấu gì đâu trong đây nó lạnh chứ chứ nó không như vậy nãy giờ nửa tiếng rồi ổng mày tôi thèm mua gì mà giấu vậy ông mua gì mà giấu đó mua nhầm có mua không không mua mày bỏ bia lại đi lại bây giờ nha đưa khui ông không bỏ ra là nếu có khui bia cho ông này đâu mấy anh em mà nhồng ơi đâu đây khui ra mày gà gì mày gì cũng vậy cái đạo ông làm mua xi con ông lên tao tụi mua ngay nè thiên trời tao mua 20 gà gà đâu gà đâu mấy đứa con làm bè đứa đâu cái đồ mẹ em kêu anh mua nhì hôm nãy anh nói em anh mua con gà mẹ tao còn nhiều tao mua nhiều chứ sao tụi bay nhiều chuyện mày anh nhậu văn bì màu mì nữa ơi tụi bay sống tới gì mày đồ đâu tụi bay sao đâu mệt chứ mày đồ mà lúc cái thằng Phúc á nó mua chú là anh chửi nó không mua anh chửi nó thử làm mà thâu chứ đâu là anh nhậu gì anh mua về cho con anh đây ngay tao mà cái đây anh chấp của con không chứ đừng có mua tao thử làm không thâu thử làm không thâu chứ tao biết là nó sẽ có màu mày hiểu không đồ mày anh nếu nào không có thì anh nhậu vậy cũng được ngày xưa mày uống đồ ý là nhậu gì mà uống xe đây sao bữa nay sao mày có tiền đồng mấy mày 2 phút của bọn dữ mày mày mùi đẹp quá giá tiền vậy ý là ngày xưa sao mày uống mày rồi anh lá chanh chấm muối như cho trong đường ăn hột chân bụi à đúng rồi bây giờ đâu mày mời em trong đầu anh chơi anh quốc thà anh không có tiền rồi nó có 20 ngàn anh góp như đây cái đủ phòng nãy giờ nó còn gà mới điên chưa hiểu không anh nói là nó mua bia trước là đầu tính sao đâu của anh gì đâu để rồi mấy anh thèm bia là anh nếm mày đúng đâu người ta chỉ uống đâu không anh dạ anh nếm luôn mày nhậu hay tụi em điên dỗ hử cho anh em ché lên nữ mẹ đi nhậu có gì màu gì dùng mà đó mẹ uống ngay mày mày uống ngay mày thì uống uống nhưng mà phải nhắm nha anh bây giờ tao bê đứa con tụi bay mấy đứa con đứa ngày xưa mà tao một anh nuôi ba anh có con em có con ý là anh nuôi ba đứa con anh có nuôi ông già bà già không không có ông già bà già tự lo của em phải nuôi ông già bà già nữa mà anh có làm gì ừ cái chuyện tự nhiên anh cỡ cái chuyện đồ anh ba đứa con chi đứa mấy ông đi chèo đi tìm đứa nơi nào bây giờ mày nuôi hả bây giờ này tự nhiên anh đi ra ngoài đường anh nhậu với ai anh cứ cỡ ba đứa con hả để con vậy ngày xưa mà cái đây là anh em á nha cho ra ngoài đường là đúng ngày xưa á mẹ tao có một đứa tao trâu hơn tụi bay á tao anh nhậu vậy cái mày cánh mười đứa tao nào nó biết mẹ thằng nào mà mua màu tao thì chéo mở lên đụng nó đỡ tao đi mua tao đưa tiền hả tao nói đó tao nha đừng có nổi nữa nha tao hồi đó tao uống kiên không cho mày uống như giờ hồi là thằng nào nói anh nói là thằng nào anh mấy nữa người chờ hồi đó mấy năm một ừ hồi đó mấy năm một
Thôi, năm 1994 rồi. Ông ngồi dưới đó chịu ơi. Chưa sanh sức mà uống kia hay ông nào. Thôi uống luôn bè chanh. Mẹ lo, mẹ cứ lo luôn bè chanh cũng tầm 20 ngỡ quá à. Mua thơm hầu đó cái năm 10.000 ấy mấy, chạy. Mày biết không, cái gì trong nguội không á, tao chờ uống hết rồi tao lấy gì trong nguội đó. Mày, ra lũ hộp vậy. Cho thằng nào chắc mới ăn được. Thằng lỡ đâu, cỡ mày. Cái mẹ đủ cái màu mẹ cho mình thương cưng luôn đứa em. Đây cha em. Đang còn bé cho cha còn. Ờ bé thâu đỡ cũng đồ của ông đỡ mày. Con không có đây nhắm được này. Rồi xí này nghe. Mấy sao đồ tao mua xuống. Anh cứ mang này đuổi. Con đây ăn được nè. Đồ bóng này. Đồ tao mua xuống mày liền mày mà. Giờ mày sao? Mua bia chưa? Từ từ anh mua cho em. Mua bia lên. Bây giờ đi chờ nửa tiếng nữa kìa. Mua bia đâu? Tao nung, tao quay clip cái nào làm bia. Mày mày không? Tí mày. Tao làm cái clip phút hiểu không? Clip gì anh nhậu vậy mà clip mày. Vlog, vlog, sao vlog, anh đang quay anh từ cũng quen cái anh em mà anh luôn anh cái kia trước đi cho anh nhậu rồi quay vlog đây mà điên hay dài mấy đồ phòng này được này. Hello các bạn, ngày hôm nay là mình làm một vlog đời sống. Nói chung này anh em mình chiều hôm nay thì lâu lâu mình nghỉ một bữa đúng không Phúc? Đúng rồi. Đó mình sẽ chết nghỉ một bữa mà quay clip cùng mấy chàng làm chết một lần làm cảnh phố anh. Một ngày không trôi mà hiểu không? Tại cái tiêu đời một ngày không trôi. Tại tiêu đời một ngày không làm vlog mà vẫn về. À một ngày không làm vlog mà vẫn về hả? Rồi ngày hôm nay mình review như trường. Tại nào review bé ở Ngoại Thái phút rồi. Cảm ơn các bạn. Tại nào chưa mà review bé đây đúng không? À bà nhớ đi. Bà nhớ thiệu nhất nghiêng không? Thì trời đã bớ tôi cồm này anh miếng thịt nứa ngã đầu đồ quá lên chịu giúp. Anh gì anh đang ngay rồi anh cái lên không? Không. Bây giờ anh báo một công thức anh ăn lên 10 triệu. Hả? Chỉ tối giờ anh ngồi. Tao đây ăn thử tao đại tao rút kinh nghiệm ăn trong. Em men hào mưa đầu. Mày ơi, cô nghe nghe đừng nói cùng em ơi. Mày ơi, ăn nước này lọc mà. Từ từ đỡ đang nói chuyện đổ mấy bia bọt rồi anh bia bọt lên. Anh em đổ mình nó coi mấy đứa em nhỏ đồ không? Con anh. Trời ơi các bạn. Mấy đứa nhỏ đồ nó coi nó lại nó bắt cây bè mẹ nó đánh giá đi mẹ nó đặt đánh trước mà. Con anh này nó thấy là nó đủ bè uống được con cũng được mà đánh mẹ mới quay mày đừng bao cho cái clip lên YouTube nè uống bia ông mà bây giờ nó đâu đạo lý không mày vừa điên không mày vừa uống bia mà quảng cáo cho bia nhân đó người ta là mày uống bia cho mày hút co ra mà sợ mày uống chung đỡ sống bụng nha chưa ăn mày điên sao ăn màu tao vậy mày không ăn màu tao vậy còn dịch nhậu nữa. Mẹ mày biết mua nhiêu tiền không? Cô ơi tớ tao đem xuống tới đây. Chim review ơi, review ơi. Đây là bà, đây là bà, nói chung anh em mình có góp đầy đủ cho các bạn, thì anh góp thì anh góp những cái đồ ulti, đồ quan của anh nè. Anh góp này là mua. Mấy em đồ tao mình thấy là mình thích làm đồ mày cứng chó mà không ăn đâu nha. Chứ em đưa dài cho em quen gì đâu anh quá. Bà đừng có thấy đồ chồng cơ 2 phút rồi. Dài xuống gì nữa bạn. Review nha, đây cái cốn của anh Quốc mua nè. Đồ nhá. Nó sử dụng cho nó dai 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 cho. Rồi, má mua con anh nó ăn lẩu nữa rồi à. Mày lấy bia đi uống mày, bà quê à. Mẹ mày ấm màu rồi mà cứ ngầu ăn. Thêm đi review đi cậu chém, món chính đây. Dùng miếng thịt vịt của mình nữa đây các bạn. Làm miếng thịt vịt đây rồi quay. Ít nhất á mình cũng mua được thịt vịt cho những thằng điếm nó không bây giờ nó mua được một miếng thịt vịt luôn. Nó nói mày hả? Em nói anh hả? Nó ăn hả? Đây mày đi. Mày ăn miếng thịt vịt mày chửi lại đưa đâu ăn nghe sao? Mày chửi. Thì mọi bạn ấy em là em nãy mất em mọi người á em chọc anh chọc em thôi chứ giờ em không có màu thì cũng mấy bánh này cũng đúng đủ uống đâu mình uống nhưng mình ăn đâu mà em cứ mua gì gì chi thôi sao nói mày cảnh không cố luôn mày chịu không anh hả một chút giải chăng luôn á giải mất xuống không có màu á là anh chữ được tay các bạn nói ra thì vậy chứ còn mà nãy không có lúc tao đưa tao làm miếng này là tao phu liền à quá chứ đâu mời tất cả mọi người miếng thịt vịt nha một phút nó mang á đục thịt vịt nó ngon lắm mà lại review không mẹ mẹ mày review vậy. Nó đâu xuống nhậu về review không nhậu bất luôn á. Ngon quá. Ông mẹ dịch ngon thiệt hả ông Phúc? Ông dịch nó phải ngon oxy anh cho hối vậy là lạ. Nó nhậu quá. Màu ngỡ nhậu rồi cái nhả. Nó như thế nào? Nó như vậy rồi. Giờ em ăn review. Ngon. Tô. Vừa hồi rất nhẹ rồi. Còn chiên review miếng nữa đây, review miếng nữa đây cho thẳng anh em kết thúc clip review ơi. Mày mày hút bia đi. Hút bia đi. Đỡ, mẹ đỡ nhậu. Mày cứ biết anh nói không mày? Mày đỡ nhậu cái món anh nhanh dữ lắm các bạn nha. Là tao đang review cho nó hết cái. Ủa mày uống mày ăn cái đống gì mệt vậy mày? Lỡ nóng hôm nay ăn đi. Ăn đi. Chưa cái gì vậy? Không, nó uống lỡ rồi đấy. Ê, đây là chỗ bàn nhậu mày hiểu không? Một con gánh độc này em. À, chưa con review mẹ. Nó quay phim, nó quay phim. Quay phim tội em nhá. Vậy sao mày biết một con gánh độc người ta uống tới 10 ngày vậy? Hả? Ờ. Ờ, có cái anh này. Đừng hay mà. Đỡ nhậu. Đỡ nhậu mày sao lấy bia ra. Đây nó mà tay lụm lên bắp thằng nha. Anh nói trả tao cắt ra vậy anh không? Mày đâu. Bia ơi. Tao lấy bia nhậu. Ờ lấy bia đi. Bắt màu. Vâng. Tự chưa lấy bia mà anh.
mày cứ khôi đi lần này anh luôn mày. Anh hãy rồi. Đâu mà nó mua dụng nợ, nó mua dụng anh nào mày. Lấy đi. Kim hay là mày làm thử thách? Thì mày cứ vui đi. Thôi Kim hay là mày làm thử thách uống á, uống đi chai chè khẩm rồi. Mời các bạn nha. Mày ngủ ái sao ngủ chè. Trời ơi, quá. Má không? Bây giờ lặng nhất đẻ. Trời ơi, lặng nhất mấy nó tơ luôn các bạn. Wow. Đây. Xơ nha anh em. Trời. Sao nó uống không? Sao cái cá cũng uống không? Trời cho con uống, con đau bụng quá. Ờ, màu con bốn vô bia con thiếp ngon á. Nói chung là đó trước khi quay mình làm miếng nữa. Đồ mẹ bia gì mà tên mạc mà nó tắc quát hết rồi. Tụi em đưa con đi viên. Ngâm Trời ơi. Đồ đèn ăn miếng có mở đồ đèn nhai mà út. Chim em đưa con miếng nào cậu chim. Mẹ phải màu thì mày. Vui làm sang chai cho mày. À em uống em đang bị sốt. Đồ mẹ nó uống xong chưa hết chai bia mà hết màu luôn quá. Đâu còn quát nữa, nhắm rồi quát. Ngon. Trời trời. Tại chúng đi ăn cho đi nhậu vậy mày. Thôi đợi vô. Vô lắm đó. Ừ. Thôi ra ăn. Ok. Em không uống được thì mình ăn nha các bạn. Đúng đúng đó. Tao cũng góp tiền qua chừng nào xin nha. Thôi tao không em cho biết hả? Khách mẩu quá rồi mùi chứ mày ra vậy. Đúng không? Không tiền. Đó. Được không? Mày đóng em ăn rồi không? Để ngon quá. Uống rồi. Thôi mời các bạn nha. Đây đây nha đây. Mấy đứa trẻ. Ừ. À, mời cả mọi người nha. Ừ. Đi review của hết. Mời các bạn nha. Mày biết là sao tao bằng tao không? Má mà tao sống trượng nghĩa giang hồ lắm. Hồi tao mới học lớp 4 lúc nè mà đổ mẹ thằng kia. Đổ giang hồ lắm. Rồi thằng kia nó cầm cho bia nó muốn bạn là tao lấy đèo tao đổ. Bây giờ học đỡ thôi. Thằng bạn nghĩ ra tao luôn. Thằng kia tao đổ cho bia nó bị khùng lắm sao này. Mà thịt này ngon không? À, ngon quá. Ừ. Mua nó đâu hết. Mua cậu gì vậy? Tao đỡ nó nhậu. Tao chạy mua rồi. Mua vậy nước con gì vậy? Thôi anh mua. Thôi vô vô vô. Thôi. Đừng làm cái mà mua. Thôi làm miếng không hút. Ok. Thôi. Uống cái rồi ăn. Còn mấy người ta nó kêu hả? Mày không uống nữa. Anh nhậu một quý gì vậy? Tao không biết mà quý gì. Anh nhậu quý cái vlog kỷ niệm vô. Thôi anh em cái tem nhậu. Quý bộ anh. Đem nha. Hai bác. Anh gì vậy? Trời ơi, sẵn cái tổng 15, anh không uống chơi vậy? Mày sẵn tiền bên thiên thì hiểu đi. Nó như một đạt luôn á. Như một đạt. Bia mà ngon cái gì vậy đâu không? Uống thử không biết không? Bia ở đó hết đạt hay ạ? Đù, đi chung rồi. Kỳ quá. Bia đó đạn thôi lấy cái nào mày. Bia là nước lạnh nhá mày. Sao vậy? Bia mày bia gì mà lạnh ngắt nhỉ mày. Đi mày mua bia luôn hả? Vậy là bà bỏ phần nắng không? Đủ mấy cái mày mua sao bia hết đạn vậy mày? Bia mày đủ mày nó mày mua vậy? Đủ mấy bè này mày bán lại lên. Bè là bán. Lừa em mèo. Bia gì mà chỗ lén luôn? Cái đậu phộng bia gì mà đánh tách vậy? Mày nó. Đổ ra luôn không? Bia đậu phộng bia nó nước lạnh mày. Đậu nước của Bồ Tát đều che mày cho xe mày. Bây vô đây. Bây giờ mày mượn cái giỏ mày bia gì mà đủ ra đi cơ bột. Đầu nó trâu mà nó mấy giỏ trâu là gì không? Bia gì mà nó rồi hết. Ai bán là bán chung thì vậy đi. Đỡ tôi nó. Chán dữ đi. Cui mấy chén hết tôi có bèo chứ. Cui hết rồi. Cui tuyệt quá. Mày nó dừng vô vậy. Vậy muốn màu đẻ đâu ăn hết màu đậu hay bia chưa uống được cha nào. Hư hết vậy. Vậy vậy nhanh nhanh. Bia già vậy. Bia kính nè này vậy. Ông nhấm nhấm lại nhấm lại bia thôi không. Chú lét à. Bia gì cơ, thằng thuốc rồi trong này vậy. Cái đụ mới mày cho tao nữa đúng không thiệt. Mày cho đúng không? Mày tự gửi cái này mày luôn hả? Mày mày mày. Chứ chớ bằng phối bán chung đi. Cho đúng không? Đỡ đâu? Đợi em. Mà em đợi em mà cái đây còn bóc mẹ mày đợi em. Mày mua chỗ nào tới đâu? Mày tên tên nãy kìa. Tên luôn á. Chỗ nào chữ mẹ. Mẹ mày với bia gì vậy mà nói. Mày cho chữ mẹ rồi chờ đâu? Mày đeo đưa á. Mày cho đúng không? Mày kêu tao mua màu xuống đồ mày mua dịch đồ xuống là mày ăn hết đúng không? Cái đồ em tiền anh thấy tiền không? Tiền em đưa ra đó. Đó mời. Mày nhốt em lấy bia gì? Lấy tiền lại. Vậy sao đồ em bốn mua dịch mày ăn hết mày đâu? Mẹ biết mày tao mua màu đẻ xuống mua bia. Đợi lên mày xuống bả mẹ đi. Mày nó bán bia bi mà đỡ bia hư không hết được luôn á. Mày bởi gì không nói rồi. Mấy bà đâu? Cái bà làm ăn thất đức bà lấy bia gì mà chứ? Không. Hồi nãy mình thiết nó thấy nó đưa tiền mà. Đưa tiền em nhầm tiền. Nó đưa tụng nên mày hỏi nó quá vậy. Nó đưa tiền. Đừng. Còn không được á, mày gọi tao lên tao giữ cái tiền mày ra cho mày coi. Đồ mấy hai sọt hả? Biết tao ở đây không?
hai giọt đây mà đậu mày mày béo là béo hai giọt hả? Thiết anh chùm sao vợ nhé em phải không? Mày ra. Mày lên ơi, lên với mày. Mày lừa tao đúng không? Mình muốn mồng quá. Anh tới cùng với ai? Em đưa đây, anh nói nó tới giờ không? Mày em đưa tiền rõ ràng là tới giờ. Đủ em đưa tiền hàng đây. Dạ, mày lừa hàng nhỏ, mày thấy hàng nhỏ, đưa đưa anh trở lên lại. Mày đây, 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 đây. Đây là mày vô mày. Mày bây giờ mình nên như vậy. Bỏ đường nó lấy tiền giờ mua chỗ khác. Đây đây. Mày mới đi mà. Tao qua tụng trước bị chua. Đợi đợi em. Đợi đợi. Mẹ một kỳ nó để chua là nó đỡ tao que bạc khác tao. Nhưng mày sao cứ gạt thằng thuốc ở trong cho bia là sao? Đợi em làm bánh dấu. Dấu này tụi người bọn xe bút kia. Mấy sao tụi người quần này tao dữ vậy? Anh em. Mấy mua màu mua dịch rồi. Anh thằng rất sảng sảng quá không? Ô chơi gì đây anh đé rồi. Chấp mẹ với anh kìa đây nữa. Chấp mẹ là còn đâu nữa anh. Còn cái này quá quá, trời ơi mày ơi. Mấy sợi tụi em nhanh chứ vậy. Vậy có nhậu không? Mày nói tiếng mày. Nhậu đi nhậu. Em cầm oxy con xuống như vậy. Ủa còn cái thằng chơi mà cầm oxy con xuống như vậy. Đi anh. Ủa chứ mày con đi với. Giờ anh chứ Phúc chứ thằng Quắc đi 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 lăn mua thêm màu ấy. Không thằng chơi, tại cái đầu kia. Bây giờ mua đi. Mày đâu mày mua màu được. Mày đâu mua màu được. Mua đẻ rồi. Thì sao này mình đi mua bia với thằng lẻ mày. Thì đâu biết này thế mà đưa thôi em đỡ Nguyên Thông về đưa tiền. Mày thiết nó có đưa tiền mà không? Anh đưa thấy 450 ngàn là không thấy nè. Mày sao đưa tiền? Mày sao trong chai bia nó có cái thằng thuốc này tôi không yêu này. Anh biết. Nước lạnh hay sao á? Đó nước lạnh cho nước gì nữa, nước lạnh. Khi nào hai anh đại trao mình mày. Ai cho anh nói đưa tiền mua đưa tiền mà chơi vậy. Mua dịch xuống. Má em thấy anh dịch để em thấy hiên nghi vậy. Mày tôi mua xây xuống nó tài nó trâu cũng bây giờ khởi dạy. Mua xuống nó, nó cũng trâu cũng bây giờ. À mày sao em? Nếu mà anh nhậu là nó phải uống đầu tiên chứ sao tự nhiên anh không à? Má có khi nào bia cũng nó không? Có khi nào mày sao? Tại mua tập hóa đỏ ren mà. Mày nó thấy đưa tiền. Em mua tập hóa đỏ ren mà. Anh bắt. Tao phụ em cái này. Tao sao? Không sao. Không có. Bây giờ nói mày nói không cho nó là đủ má. Không có thêm nó thì hả? Mày ăn đòn đi hả? Mày ăn đòn hả? Đòn hả? Mày. Có. Là cái đó sao sao? Là còn thiết đồ lúc lâu lại không có cái đó thiết mua. Đồ mày tao nói mày có cứu vô nó mày đúng không? Có. Đó không? Bây giờ mày không hiếp cho tao. Ôi em. Thôi chồng hiếp giờ là rất nhiều không? Đồ mày nhiều là quýnh cái mó luôn. Nó nói nhiều. Mày em mẹ mày mà nói gì thì mày đi đâu chứ đi đâu đi đâu đi đâu đi đâu để em đi ngoài Trung Quốc trời mất em đâu mày con mẹ không đi đường nào em đâm thẻ ăn biển quá sao mày bán mà lừa mấy em tôi nó đua mấy đồ gan mày kêu tao em mà em nói câu em kêu nói sao đâu biết đâu biết đây đây đủ tiền mà đưa lại sao mua bia giờ tiền của em mà giấy thế là sao mua bia giờ sao mua bia giờ sao mua bia mà đi ra ra tụi bay không mua màu ui vậy tiền buồn tiền gì mà thấy ra đóng tiền gì tiền buồn tiền gì tiền gì làm chơi